Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái cây thuốc mà lá nó răng cưa. Dạ, nhiều cô chú anh chị gọi là cây răng cưa. Và nó có tên khác là cây xà đen đó cô chú anh chị. À, có rất là nhiều ứng dụng luôn cô chú anh chị. Đây là một cây thuốc quý cô chú anh chị. Có người gọi là cây ung thư đó cô chú anh chị là nó luôn cô chú anh chị. Đó, cái đọt nó là cô chú anh chị. À, đó. Đọt nó hơi tím tím nè cô chú anh chị, hơi đỏ đỏ tím tím. Nó cho cô chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Và giá thành và giá giá thành của chú chị lá khô của chú chị đang được săn đón rất là nhiều vì những năm gần đây của chú chị và sau này nữa, và đa phần luôn của chú chị đi những cái bệnh viện của chú chị thấy là bên cái khoa là ung bú của chú chị là rất là nhiều, nó rất là nhiều luôn của chú chị. Đó. Cho chú chị chim ngắm cây xà đen, mà cái cây này dược tính của nó của chú chị biết rồi đó, là đặc trị và điều trị hỗ trợ bên những cái bệnh ung bú cực kỳ là hay luôn của chú anh chị. Đó. Nói chung là từ thân cành lá của cây xà đen nó có nhiều ứng dụng, mà mình sử dụng đúng bài bản và liệu trình của chú anh chị. Cái cây thuốc là nào, cây thuốc của chú anh chị là mình phải sử dụng đúng bài bản và liệu trình. Nhớ giùm em lưu ý, mình không có lạm dụng quá nha chú anh chị. Lạm dụng quá có hiện tượng gọi là bị phản tác dụng của chú anh chị. Nó cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em cái lô xà đen. Dạ, em chuẩn bị soạn giao cho khách là của chú anh chị. Đó. Cho cô chú anh chị nào quan tâm thì xin liên hệ bên em. Đó. Đó. Cái đọt đó là của chú anh chị. Đó. Mình có rồi thì mình giới thiệu hoặc mình mua tặng biếu cho gia đình người thân của mình của chú anh chị. Đó. Lúc mà mình cần nó mình không có của chú anh chị. Cái này em nói thiệt, chia sẻ tâm tình. Đó. Lúc mà mình cần nó mình giải tứ phương mình kiếm ở đâu ra của chú anh chị. Bây giờ miễn mà có điều kiện mà của chú anh chị có duyên mà thấy video của em xin liên hệ bên em ngay. Đó. Cho chú anh chị chim ngắm. Cái bạn này rất là dễ trồng. Dạ, trồng xuống đất thì nó lớn như gòn nữa chú anh chị, rất là dễ. Dạ, hầu như là không có cái sâu bệnh gì luôn. Tại vì trong quá trình vận chuyển á, thì nó có hiện tượng những cái đọt non nó bị cháy, chú anh chị cứ yên tâm. Những cây giống nó khỏe giờ của chú anh chị cứ là nó xuống đất là nó mau phát liền. Dạ. Nó cho chú anh chị chim ngắm cùng em cái lô xà đen. Dạ, em chuẩn bị soạn giao cho khách đây của chú anh chị. Đó. Em ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Dạ, có nhu cầu đến trực tiếp tại vườn của em thì xin liên hệ bên bên chị em. Rồi cô chú anh chị nào ở xa thì xin liên hệ bên chị. Đó. À, cô chú anh chị nào ở miền Tây mà ở gần gần khu vực thì có thể đến tận nhà để giao lưu, để mua về cho nhà mình. Còn cô chú anh chị ở xa thì liên hệ bên chị em. Dạ, bên em ship code toàn quốc. Đó, cho cô chú anh chị chim ngắm. Rồi, cần cây thuốc xà đen xin liên hệ bên em. Dạ. Nó cho cô chú anh chị chim ngắm. Cái cây này ở ngoài Bắc thì gọi là thuốc Bắc nha chú anh chị. Dạ. Ở Đông Nam thì gọi thuốc Nam, cái này nó ngoài Bắc. Nó cho cô chú anh chị chim ngắm. Dạ, cây xà đen, cây răng cưa. Dạ.